Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh rồng Vàng Bóng Đá. Kính thưa quý vị, trước trận đấu với Nam Định tối hôm qua 28 tháng 7, Hà Nội FC đã bị Thanh Hóa và Viettel vượt mặt ở trên bảng xếp hạng, cho nên mục tiêu của đội chủ sân hàng đấy là phải giành trọn 3 điểm, hòng tiếp tục có mặt ở trong nhóm 3 đội dẫn đầu bảng. Tuy nhiên, điều này chẳng hề đơn giản khi mà đối thủ Nam Định vốn cũng được nhận định là rất khó chơi. Trên thực tế, trận đấu đã chứng minh điều ấy khi đội bóng Thành Nam dẫu đá ở sân hàng đấy nhưng họ đã chơi ăn miếng trả miếng với Hà Nội FC ngay từ lúc khai cuộc, khiến cho tốc độ trận đấu diễn ra khá nhanh, qua đó cũng hạn chế những pha triển khai tấn công của các cầu thủ đội chủ nhà về phía khung thành của thủ môn Nguyên Mạnh. Cứ ngỡ rằng các mũi tấn công của Hà Nội FC gặp bế tắc thì bất ngờ đã xảy ra ở phút thứ 16 cú sút xa của tuấn hải đã mở tỷ số cho đội bóng thủ đô từ đường nối bóng bằng đầu của văn quyết bắt đầu từ pha tạt cánh của đồng đội bàn thắng của đội chủ nhà khiến cho nam định choáng váng và họ đã tràn lên để tấn công thậm chí văn vũ đã có cơ hội để cân bằng tỷ số nhưng tiếc là bóng đã không đi vào lưới cần phải nói thêm rằng trận này nam định vắng chân sút chủ lực henryo do bị chấn thương nên hàng công của họ cũng đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc bắn phá khung thành của hà nội fc chưa kể, hàng phòng ngự của Hà Nội FC đã khóa chặt những đường tấn công của đội bóng Thành Nam, khiến cho họ khá lúng túng trong việc tiếp cận khung thành của thủ môn tấn trường. Phút 40, Hà Nội FC phải thay người bất đắc dĩ khi Văn Kiên dính chấn thương không thể thi đấu. Thế chỗ cho anh là Thành Trung. Dẫu vậy, điều này cũng không ảnh hưởng đến sức mạnh của đội chủ nhà khi họ vẫn liên tục tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành của đội khách. Ngay sau đó, Đức Huy bên phía Nam Định cũng đã dính chấn thương và phải rời sân. Hà Nội FC tiếp tục nắm thế chủ động khi trận đấu bước vào hiệp 2 và ngay ở phút đầu tiên họ đã có pha dứt điểm của Tuấn Hải về phía khung thành của thủ môn Nguyên Mạnh nhưng bóng lại đi thiếu chuẩn xác. Thời gian sau đó, đội bóng thủ đô vẫn nắm thế trận nhưng ở phút thứ 60, từ một tình huống tấn công của Nam Định, bóng sượt tay của trung vệ Việt Anh trong vòng cấm của đội chủ nhà. Tuy nhiên, trọng tài đã không công nhận quả phạt đền cho Nam Định. Xem đi xem lại pha quay chậm ở trên truyền hình, quyết định của trọng tài là chuẩn xác bởi khi ấy hai tay của Việt Anh đang khép rất sát người, thậm chí còn khó xác định được bóng có trúng tay của anh hay không. Tình huống này đã khiến cho trận đấu phải tạm dừng gần 5 phút để các trọng tài và giám sát trao đổi với nhau trong sự phản ứng của các cổ động viên bên phía Nam Định. Càng về cuối, trận đấu lại càng trở nên hấp dẫn khi hai đội nỗ lực chơi đôi công hòng có thêm bàn thắng, đặc biệt là các cầu thủ của đội khách, nhưng điều này chẳng đơn giản cho các học trò của huấn luyện viên Vũ Hồng Việt trước một hàng phòng ngự rất chặt của đội chủ nhà trắng tay ở trên sân hàng đấy, Nam Định vẫn đứng ở vị trí thứ 5 với 23 điểm. Ngược lại, trận thắng này giúp cho Hà Nội FC tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 29 điểm, bằng điểm với Thanh Hóa nhưng hơn về hiệu số. Lợi thế đá sớm trước đối thủ dưới cơ ở tại sân nhà giúp cho Thanh Hóa và Việt theo ca khúc hải hoàn, đồng thời khiến cho công an Hà Nội phải chịu nhiều áp lực khi đối đầu với Hải Phòng trong trận đấu vào chiều nay. Đội bóng xứ Thanh đang có sự trở lại mạnh mẽ ở lượt về sau chiến thắng 3 sao trước đội bóng đất cảng ở tuần trước. Lợi thế sân nhà giúp cho các học trò của huấn luyện viên Veliza Popov chơi thuyết phục khi tiếp Topalen Bình Định, câu lạc bộ vốn đã hết động lực ở V-League 2023. Với 29 điểm, Thanh Hóa đã tạm thời vươn lên vị trí thứ hai với một điểm nhiều hơn để đẩy Công an Hà Nội xuống vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng. Không chỉ vậy, Viettel lại tiếp tục cho thấy phong độ của mình khi mà lúc này họ đã hạ đội bóng khó chơi Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với tỷ số 4-0 để san bằng điểm số với Công an Hà Nội và chỉ kém Thanh Hóa cũng như là Hà Nội FC đúng một điểm trong chặng đường đua nước rút. Trước những áp lực lớn của các đối thủ trong cuộc đua vô địch, Công an Hà Nội sẽ phải chứng tỏ bản lĩnh ở thời khắc quan trọng này. Ở trận đấu này, đội bóng ngành công an sẽ có sự phục vụ trở lại của Vũ Văn Thanh sau án treo giò ở trận đấu trước nhưng họ sẽ mất đi trung vệ Huỳnh Tấn Sinh do đã nhận đủ 3 thẻ vàng. Cũng ở trên sân nhà, Văn Hậu và các đồng đội đã từng bị Hải Phòng FC chia điểm ở giai đoạn 1 khi để hòa với tỷ số 1 đều. Trận đấu giữa Công an Hà Nội và Hải Phòng chiều nay được kỳ vọng là sẽ vô cùng hấp dẫn, nhưng với điều kiện là đội bóng đất cảng tập trung cao độ và quyết tâm chơi tới cùng. Bàn thắng duy nhất của Hồ Tấn Tài ở trên sân của Bình Định ở vòng đấu trước đã mang về 3 điểm, đồng thời giữ lại ngôi đầu cho Công an Hà Nội dù có được điểm số cao nhất ở trong đoàn đua cùng với hà nội fc nhưng công an hà nội lại chưa cho thấy được hình bóng của một quân vương có cảm giác như đội bóng này đang thở bằng mũi dày của các ngôi sao và họ chiến thắng cũng nhờ vào sự lóe sáng của các cá nhân xuất sắc này sự xuất hiện của philip nguyễn trong khung gỗ đã mang đến những điều tích cực quang hải cũng đã dần hòa nhập trở lại với nhịp sống ở v league bấy nhiêu thôi là chưa đủ giúp cho công an hà nội bứt phá ở nhóm đầu để lên ngôi vô địch thì thầy trò huấn luyện viên Flavio cần nhiều hơn sự quyết đoán và sự bùng nổ. Xét về điều này, họ không bằng những đối trọng khác như Hà Nội FC, Viettel hay Thanh Hóa. Dù vậy, Công an Hà Nội vẫn có những phương cách để hoàn thành mục tiêu đã đề ra. Hai trận đấu gần đây ở giai đoạn 2 V-League 2023, phong độ của Hải Phòng đi xuống một cách đáng ngạc nhiên. Mới đây ở trên cứ địa Lạch Chay, họ đã để cho Thanh Hóa nã tới 3 bàn vào lưới của mình một vòng trước đó, đội bóng đất cảng đã phải phơi áo ở tại sân hàng đấy khi để thua không hai trước Việt theo. Có cảm giác như là các học trò của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đang thiếu đi những động lực để hướng tới việc giành tấm huy chương. Cũng chính vì thế, Hải Huy và các đồng đội rất dễ biến thành cái kho điểm cho các đội chiếu trên khai thác. Công an Hà Nội có hệ thống tấn công không quá sắc sảo, nhưng phẩm chất của các ngôi sao sẽ giúp cho họ có được lợi thế trước Hải Phòng. Nhiều khả năng trên sân hàng đấy, Quang Hải và các đồng đội sẽ có nhiều bàn thắng. Ở nhóm dưới, sau hai lượt đấu đầu tiên của giai đoạn 2, SHB Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và BKMX Bình Dương vẫn đang quanh quẩn ở vùng nguy hiểm. Cuộc chiến trụ hạng vì thế sẽ bám chặt cả ba đội bóng này. Cuộc đua ở nhóm dưới vòng đấu này sẽ đổ mọi ánh mắt dồn về trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An với BKMX Bình Dương đội bóng xứ nghệ không chỉ hơn về tính ổn định lại không đang phải chịu áp lực điểm số khi đã trụ hạ cho nên chỉ cần chơi đúng sức thì BKMX Bình Dương sẽ rất khó có cơ hội để giành trọn vẹn 3 điểm dù đây chính là mục tiêu tối thượng của đội bóng đất thủ trong các trận đấu còn lại bất kể đối thủ là ai thế nhưng rất khó để cho Quế Ngọc Hải và các đồng đội bung hết sức trước một đối thủ đang oan mình để trụ hạng cũng phải nói lại rằng tấm vé trụ hạng giờ đã không còn nằm trong tay huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức và các học trò sau khi họ để thua Hoàng Anh Gia Lai ở vòng đấu trước và vẫn phải đứng ở vị trí cuối bảng. Làm sao để thắng hết cả 3 trận đấu còn lại là câu hỏi chưa có lời giải đáp của đội chủ sân gò đậu vào lúc này. Áp lực đối với các cầu thủ của BKMX Bình Dương là rất lớn, chính bởi vậy thái độ thi đấu của Sông Lam Nghệ An lúc này là cực kỳ quan trọng với đội khách. Việc sớm trụ hạng khiến cho thầy trò huấn luyện viên Phan Như Thuật ít nhiều sẽ không mấy tập trung vào chuyên môn. Trận thua 1-3 mới đây trên sân Khánh Hòa dường như đã cho thấy điều đó. Với 8 điểm có được, Tiến Linh và các đồng đội sẽ phải chờ đối thủ chính thức là Thành phố Hồ Chí Minh, đội đang có 11 điểm xảy chân rồi mới tính đến chuyện là hai đội sẽ đá trận sinh tử ở trên sân thống nhất ở lượt cuối cùng. BKMX Bình Dương còn nước còn tát và mục tiêu trước mắt là phải giành lấy 3 điểm trong cuộc gặp Sông Lam Nghệ An sắp tới. Mục tiêu trụ hạng đã hoàn thành nhưng phía trước Hoàng Anh Gia Lai vẫn còn 3 vòng đấu nữa. Điều đặc biệt là thầy trò huấn luyện viên Kia Thi Sắc còn gặp hai đối thủ đang trong cuộc đua trụ hạng là Thành phố Hồ Chí Minh và SHB Đà Nẵng. Cuộc đua này còn có thêm BKMX Bình Dương, cho nên tinh thần và thái độ của Hoàng Anh Gia Lai sẽ có ý nghĩa quyết định đến tấm vé xuống hạng duy nhất của V-League ở mùa giải năm nay. Đội bóng phố núi đang thể hiện phong độ khá ấn tượng ở hai trận đã qua khi liên tiếp giành thắng lợi để dẫn đầu nhóm B, đồng thời đã chắc suất trụ hạng. Ở vòng đấu này với lợi thế sân nhà, họ sẽ tiếp tục được đánh giá là có nhiều cơ hội để vượt qua SHB Đà Nẵng, đội vẫn chưa thực sự thoát khỏi nguy cơ trở lại vị trí cuối bảng. Nhưng ở chiều ngược lại, sau khi đã trụ hạng thành công, nếu như huấn luyện viên Kia Tisak cho ra sân các cầu thủ ít có cơ hội thi đấu để chuẩn bị cho mùa giải tới thì cũng không phải là điều quá bất ngờ. Điều này sẽ giúp cho những cầu thủ như Quốc Việt, Đức Việt, Văn Anh vân vân có cơ hội để thể hiện bản thân cũng như là tích lũy thêm kinh nghiệm cho hành trang tương lai. Và như thế, SHB Đà Nẵng sẽ trở nên dễ thở hơn. Vào thời điểm này, cánh cửa trụ hạng cũng đã mở rộng hơn với đoàn quân của huấn luyện viên Phạm Minh Đức. Dù vậy, họ vẫn phải tích lũy điểm số qua mỗi trận đấu để tránh rơi vào tình cảnh bị động như trong phần lớn thời gian của giai đoạn trước. Có thể thấy, chất lượng đội hình của SHB Đà Nẵng nay đã tăng lên sau khi thay đổi ngoại binh kết quả tích cực hơn cho nên lối chơi của đội bóng sông hàn cũng mạnh mẽ và nguy hiểm hơn dù vậy dứt điểm vẫn đang là khâu yếu của shb đà nẵng lucas rất mạnh mẽ tạo được sức hút kéo hàng thủ đối phương nhiều hơn so với rodrigo trước đây nhưng khả năng săn bàn thì vẫn còn đang hạn chế trong lúc đó những nội binh như văn long vẫn tiếp tục bỏ lỡ những cơ hội ăn bàn không thể tốt hơn về lý thuyết, SHB Đà Nẵng bị đánh giá thấp hơn so với Hoàng Anh Gia Lai trong cuộc đối đầu này. Sức ép dành cho đội khách cũng lớn hơn khi họ vẫn đang phải ngụp lặn trong cuộc chiến trụ hạng, còn Hoàng Anh Gia Lai thì đã hoàn thành mục tiêu sớm 3 vòng. Tuy nhiên, SHB Đà Nẵng xem ra cũng không phải quá lo lắng về nguy cơ thất bại nếu như đội chủ nhà không sử dụng đội hình mạnh nhất. Tại sân 19 tháng 8, Tân binh Khánh Hòa sẽ tiếp đón câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Nếu như thắng, đội bóng thành phố biển sẽ nới rộng khoảng cách với chính đối thủ lên 8 điểm, đồng nghĩa với việc giành luôn suất trụ hạng sớm. Huấn luyện viên Võ Đình Tân và các học trò cũng vừa có trận thắng quan trọng với tỷ số 3-1 trước Sông Nam Nghệ An ở vòng đấu trước để giải tỏa áp lực tâm lý, đồng thời mở ra cơ hội lớn trong cuộc đua trụ hạng khi xếp ở vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng. Số điểm này trên lý thuyết vẫn chưa đủ để giúp cho thầy trò huấn luyện viên Võ Đình Tân trụ hạng, dẫu họ đang hơn đội xếp chót bảng là BKMX Bình Dương tới 8 điểm. Trên danh nghĩa, đội bóng phố biển cũng đã có thể kê cao gối mà ngủ, nhưng với một người vốn ăn chắc mặc bền như huấn luyện viên Võ Đình Tân, phải có thêm một điểm nữa thì mới an tâm, cho nên chắc chắn họ sẽ ra sức để giành điểm trong cuộc tiếp đón thành phố Hồ Chí Minh. Trong khi đó, câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh vừa giành trọn vẹn 3 điểm sau cuộc tiếp đón SHB Đà Nẵng ở trên sân Thống Nhất, qua đó vươn lên vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng với 11 điểm, bằng điểm với SHB Đà Nẵng nhưng thua về mặt hiệu số Trận thắng vừa qua cũng khiến cho thầy trò huấn luyện viên Vũ Tiến Thành đang rất hưng phấn trước chuyến làm khách trên sân Nha Trang. Dẫu thực tế trận đấu này chẳng hề dễ dàng với đội khách Thành phố Hồ Chí Minh. Ở trận đấu này, mục tiêu của Thành phố Hồ Chí Minh là có điểm, thậm chí nếu như giành trọn vẹn 3 điểm thì càng tuyệt vời. Tuy nhiên, điều này chẳng hề đơn giản cho thầy trò huấn luyện viên Vũ Tiến Thành, bởi vì như đã nói ở trên, Khánh Hòa cũng đang cần điểm để có thể an tâm trụ hạng. Thế nên cuộc so tài ở trên sân Nha Trang sẽ là bài toán chẳng dễ giải cho thành phố Hồ Chí Minh, nhưng khả năng họ có một điểm là rất dễ xảy ra. Trong 10 lần đối đầu với nhau, Khánh Hòa đang nắm lợi thế khi thắng đến 7 lần và chỉ để thua có 3, đặc biệt ở trận lượt đi của mùa giải 2023 trên sân thống nhất, đội bóng có biệt danh chim yến xanh đã thắng thuyết phục câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 2-0, cho nên đây được xem là lợi thế tinh thần rất lớn cho đội chủ nhà Khánh Hòa do chỉ cần một điểm là an tâm trụ hạng trước hai vòng đấu, cho nên nếu kết quả trận đấu là hòa thì cả chủ lẫn khách đều sẽ hài lòng. Quý vị và các bạn hãy để lại những bình luận của mình ở phía dưới video này. Dông vàng bóng đá xin cảm ơn những bình luận của quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.